đăng ký kênh để xem những video mới nhất, để lại số điện thoại khi cần tư vấn. Truy cập website điệnmáytânbình.vn để tham khảo giá sản phẩm, hoặc bạn liên hệ số Zalo trên màn hình để được tư vấn mua tủ đông chính hãng, giá tốt nhất. Tủ đông là thiết bị bảo quản thực phẩm phổ biến tại các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán ăn. Khi nhu cầu bảo quản đông lạnh những thực phẩm tươi sống ngày càng cao thì việc trang bị một chiếc tủ đông cho gia đình cũng rất cần thiết. Dưới đây Điện Máy Tân Bình xin chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn tủ đông nhé. Chọn tủ đông loại 2 ngăn hay loại 1 ngăn. Loại tủ đông 2 ngăn bao gồm: ngăn lạnh nhiệt độ trong ngăn khoảng 0 độ C đến 10 độ C phù hợp cho việc bảo quản nước, rau quả, bia. Ngăn đông lạnh có nhiệt độ khoảng âm dưới 18 độ C phù hợp cho việc bảo quản thực phẩm đông lạnh như thịt, cá, xúc xích và bảo quản kem, làm đá. Loại tủ đông một ngăn chỉ có một ngăn đông lạnh, vậy nên tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn loại tủ có hai cửa hai ngăn hay một ngăn hoặc tủ đông một cửa. Để phù hợp và tránh lãng phí khoảng không sử dụng, dung tích phù hợp nhu cầu sử dụng. Trước khi chọn dung tích tủ đông, bạn cần xác định nhu cầu cũng như số lượng thực phẩm sẽ dự trữ. Ngoài ra, bạn cũng cần tính đến cả nhu cầu trong tương lai để không mua tủ đông có dung tích quá nhỏ, sớm phải thay thế bằng tủ đông dung tích lớn hơn. Với gia đình, cửa hàng tạp hóa nhỏ có thể chọn dung tích tầm dưới 500 lít, mua tủ đông có công nghệ tiết kiệm điện. Công nghệ máy nén biến tơn inverter là một trong những công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm điện khi sử dụng các thiết bị điện như máy giặt, máy lạnh. Trong đó có tủ đông, tiết kiệm điện khoảng 30%, 50% so với loại không có inverter tiết kiệm điện. Công nghệ này còn giúp tủ đông tiết kiệm điện, hoạt động êm ái, hạn chế gây tiếng ồn. Chọn tủ nhiều tiện ích đi kèm tủ có bánh xe dễ dàng di chuyển khi muốn thay đổi vị trí đặt tủ phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Chọn mẫu thiết kế bảng điều khiển nhiệt độ ngay bên ngoài thân tủ giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ tùy ý sao cho phù hợp với từng loại, từng lượng thực phẩm khác nhau chỉ với một thao tác vặn núm đơn giản. Giỏ chứa bên trong giúp dễ dàng phân loại thực phẩm theo ý thích mà không mất nhiều thời gian. Ngoài ra chọn mẫu có thiết kế lỗ thoát nước ngoài để lượng nước dư thừa trong tủ lạnh có thể chảy ra ngoài mà không bị dồn ứ lại trong tủ đông. Đồng thời khi vệ sinh tủ đông cũng lấy cạn nước bẩn ra khỏi tủ một cách dễ dàng hơn. Chọn tủ có bánh xe, bảng điều khiển bên ngoài, khóa cửa tủ, giỏ chứa bên trong. Chọn chất liệu dàn lạnh nhôm hay đồng. Chất liệu dàn lạnh có hai loại chính là dàn lạnh nhôm và dàn lạnh đồng. Đồng có khả năng hấp thu nhiệt và dẫn nhiệt cao hơn nhôm. Đây là lý do mà dây điện hiện nay chủ yếu là có lõi đồng. Đồng cũng có độ bền cao hơn nhôm nên một tủ đông có dàn lạnh bằng đồng sẽ hoạt động hiệu quả hơn loại dàn lạnh nhôm. Vậy nếu có điều kiện và muốn tìm sản phẩm làm lạnh nhanh và bền thì bạn có thể tham khảo mẫu có dàn lạnh đồng. Nhưng nếu với nhu cầu chỉ cần chứa thực phẩm không cần làm lạnh nhanh và giá thành mềm hơn thì dàn lạnh là lựa chọn phù hợp. Mua tủ đông của hãng nào? Hiện trên thị trường có khá nhiều các thương hiệu tủ đông khác nhau cho bạn lựa chọn. Nhưng trong số các dòng tủ đông trên thị trường thì bạn nên chọn mua tủ đông của các hãng có thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng cũng như bảo hành. Một vài hãng như Sanaki, Alaska, Aqua. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều những nơi bán tủ đông không chính hãng, kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng sau này. Chính vì thế, bạn nên chọn mua tủ đông ở những nơi uy tín, có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo hành chính hãng và Điện Máy Tân Bình là một trong những địa chỉ bán tủ đông chính hãng, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng mua hàng. Những sản phẩm tủ đông Alaska chính hãng khi mua tại Điện Máy Tân Bình đều được áp dụng các chế độ đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong một tháng, bảo hành chính hãng 2 năm và hỗ trợ mua trả góp với thủ tục rất đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng sở hữu và an tâm sử dụng sản phẩm.